Chào các bạn, lại là mình đây, Bảo Trung Bất Động Sản. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về phương pháp chốt sale. Thì các bạn biết đó, chốt sale là một trong những cái khâu mà quyết định cái giao dịch của các bạn là có thành công hay không. Thì hôm nay Trung sẽ chia sẻ cho các bạn cái phương pháp chốt sale mà Trung thường dùng. Thì có 6 phương pháp chốt sale. Thì phương pháp thứ nhất là phương pháp trực tiếp. Cái phương pháp này thì Trung cũng rất là hay sử dụng để mình hỏi trực tiếp khách hàng luôn. Ví dụ như là Trung thường sử dụng những cái câu trả lời, câu hỏi như là anh chị còn thắc mắc vấn đề gì không? Thì để em giải đáp cho anh chị. Đó, thì để khách hàng còn những cái thắc mắc gì thì họ sẽ nói cho mình để mình biết khách hàng đang vướng mắc ở cái khâu nào. Thì để mình có thể là giải đáp cho họ luôn. Phương pháp thứ hai đó là phương pháp lựa chọn. Thì các bạn biết là cái phương pháp lựa chọn này á là mình thường là đưa ra cho khách hàng hai hay nhiều sự lựa chọn. Mình có thể hỏi lại khách hàng là anh chị chọn khu A hay là khu B, hoặc là anh chị chọn lô A hay là lô B. Đó, cái phương pháp này thì cũng rất là hay sử dụng. Các bạn vô một cái cửa hàng hay là một cái quán ăn đi, hột vịt lộn gì đó, thì chị chủ quán chị thường hay hỏi những cái câu như là em ăn 3 trái hay là ăn 5 trái. Đó, thì các bạn khi mà mình hỏi khách hàng á là anh chị mua 3 lô hay là mua 5 lô, thì trong đầu họ sẽ suy nghĩ là gì? Mua 3 lô hay là mua 5 lô. Khi mà anh chị hỏi khách hàng có mua hay không mua thì trong đầu họ sẽ có suy nghĩ là mua hay không mua. Đó cũng là một cái cách để anh chị đánh trực tiếp vào tâm lý của khách hàng luôn. Và phương pháp thứ ba đó là phương pháp giả định. Thì anh chị đi chốt sale đang đến cái khâu lấy tiền rồi đúng không? Thì anh chị hay gặp những cái câu trả lời của khách hàng như thế này. Để anh về hỏi vợ đã. Hay là để chị về hỏi chồng, rồi về hỏi gia đình, hỏi vân vân và mây mây. Thì các bạn biết là những cái câu trả lời của khách như vậy thì nó cũng rất là khó để mà có thể lấy tiền của khách đó. Thì trong cái trường hợp này, phương pháp giả định này thì Trung thường đưa ra những cái câu hỏi nếu như vợ hoặc chồng của anh chị hoàn toàn đồng ý thì anh chị lấy ngay đúng không? Hoặc nếu như gia đình của anh chị đồng ý thì anh chị chọn lô nào? Đó, để mình đưa ra cho khách hàng cái sự lựa chọn luôn. Phương pháp tư là phương pháp tóm tắt. Phương pháp tóm tắt này là để mình có thể là tóm tắt lại hoặc là để gom lại cái khách hàng, cái nhu cầu của khách hàng. Ví dụ như là đối với khách hàng xây nhà trọ đi, thì Trung sẽ sử dụng câu hỏi như thế này. Nếu anh chị mua để xây nhà trọ cho thuê thì em có hai vị trí này phù hợp với nhu cầu của anh chị, để em báo sếp em giữ lại cho anh chị hai vị trí này luôn nha. Đó. Còn phương pháp thứ năm là thì cái phương pháp chứng minh này là để mình chứng minh cho khách hàng cái tiềm năng của cái sản phẩm của mình mà khách hàng đang đi coi. Thì đối với khách hàng an cư thì Trung sẽ đưa ra chỉ ra cái tiện ích xung quanh như là gần trường học, gần chợ, ủy ban nhân dân hay là gần trạm y tế. Còn đối với khách hàng mà đầu tư thì Trung sẽ phân tích cho khách hàng cái tiềm năng, yếu tố sinh lời và tính thanh khoản của sản phẩm. Thì về cái tiềm năng á, thứ nhất là có hai cái yếu tố chính để tác động vào cái giá. Đầu tiên là yếu tố giãn dân cư từ thành thị về nông thôn, và thứ hai là đô thị hóa nông thôn. Đó là những cái yếu tố. Ngoài ra thì gần cái vị trí lô đất nó có những cái quy hoạch đường lớn như là đường vành đai 4 hay là gần khu công nghệ cao vân vân, thì đó là những cái yếu tố tác động đến cái giá đất mà để khách hàng đầu tư có lợi nhuận và thanh khoản dễ. Và yếu tố cuối cùng là phương pháp cảnh báo đó. Cái phương pháp cảnh báo này thì khi mà thời cơ đã chín mùi rồi thì anh chị áp dụng. Bởi vì khi mà anh chị mà áp dụng không khéo á thì rất là dễ cho khách hàng là có cái phản ứng là xù lông. Thì các bạn khi mà mình sử dụng cái phương pháp này á, nếu mà sử dụng không khéo mình sẽ nhận được những cái câu trả lời như là mua bán do duyên mà em, ai tới trước thì người đấy mua. Đó. Thì trong cái phương pháp này thì Trung sẽ sử dụng những cái câu hỏi như thế này. Anh chị nên quyết định ngay không? Nếu khách hàng khác mà mua thì mình sẽ lỡ mất cái cơ hội sở hữu cái vị trí đẹp này. Đó là một trong những cái câu hỏi mà Trung cũng rất hay sử dụng. Đó cũng là tạo cái thị trường luôn. Đó. Thì trong cái câu hỏi này cũng là cái cách, là phương pháp để mình có thể là thôi thúc khách hàng có thể là ra quyết định nhanh. Và cũng là một cách để chứng minh, để xác định vậy khách hàng này người ta có thực sự là muốn mua hay không. Đó là cái 6 phương pháp chốt sale. Thì để tóm tắt lại là có
Thứ nhất là phương pháp trực tiếp, thứ hai là phương pháp lựa chọn, và thứ ba phương pháp giả định, thứ tư là tóm tắt, thứ năm phương pháp chứng minh, và thứ sáu là phương pháp cảnh báo. Đó là những cái chia sẻ của Trung về cái phương pháp chốt sale. Thì như các bạn là có những ý kiến gì thì mình cứ comment ở dưới, hay là có những phương pháp nào hay á thì mình comment ở dưới, hãy đóng góp để cho mình có động lực để tạo ra những cái video chất lượng hơn. Thì hoặc là nhà đầu tư nào có quan tâm tới đất ở thị trường thị xã Phú Mỹ thì có thể liên hệ trực tiếp với hotline của mình là 0799574747. Ok, chào các bạn, chúc các bạn áp dụng thành công.